Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021 và theo âm lịch Hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm canh tí, ngày này là ngày đinh hợi, tháng kỵ sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Tân Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bạo Quang. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tứ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh ốc thượng thổ ngày đinh hợi tức chi khắc can có nghĩa là thủy khắc với họ và ngày hôm nay là ngày hùng vài nạp âm ốc thượng thổ kỷ tuổi tân tỵ quý tỵ ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành màu cục xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ vài tuổi xung khác trong ngày tuổi kỷ tỵ quý tỵ quý mùi quý sửu và quý hợi tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí tốt mọi việc nhất là về xây dựng về nhà cửa tu tạo động thổ ban nền trồng cây sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương mở kho nhập kho xuất hành di chuyển giao dịch mua bán ký kết hợp đồng sao âm đức tốt mọi việc sao ích hầu, tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao dịch mã tốt mọi việc nhất là xuất hành sao phúc hậu tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sao minh đường hoàng đào tốt mọi việc sao nhân chuyên đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên tặc, sao đối với khởi tạo, động thổ và nhà mới, khai trương, sao nguyệt yếm đại họa, sao đối với xuất hành, giá thú, sao nhân cách, sao đối với giá thú, khởi tạo. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Sau đây, mời các bạn đón xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi Tý nhé cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày của tam hội phù trợ nhắc nhở bạn mệnh tuổi Tý nên sớm về bên gia đình của mình nếu có lời hẹn tụ tập với bạn bè thì bạn cũng đừng có vội từ chối họ sẽ là những người giúp cho bạn giải tỏa được những sự căng thẳng mệt mỏi nữa bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tý lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh đây cũng là lúc với bạn tuổi tí cần phải nhắc nhở bản thân mình hết sức cố gắng để bản thân không rơi vào những mâu thuẫn bất hòa không đáng có. Hãy chọn lựa cho mình những cuộc tranh luận mang tính xây dựng hơn là những vụ cãi vã, tranh chấp và gây căng thẳng cho nhau. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tí, bạn lại đang gặp ngày có thủy khí vượng cho thấy khả năng thích ứng của bạn trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm, nhất là khi mọi tình huống diễn ra cứ xoay chuyển liên tục. Và với bạn tuổi Tý, bạn phải chấp nhận rằng có những thứ sẽ không tuân theo kế hoạch. Thay vì cố chấp, bạn nên học cách hiểu tình hình mình đang thực sự đối mặt là gì. Về từ vi tuổi giáp tý thuộc kim, đừng để cho cảm giác cô đơn dẫn dắt bạn đi sai đường. Từ vi tuổi bính tý thuộc thủy có những suy nghĩ của bạn nên viết ra để tâm trí được nhẹ nhàng hơn. Từ vi tuổi mậu tý thuộc hỏa đôi khi bạn cảm thấy mệt mỏi và trở nên lười nhác không muốn làm gì. Từ vi tuổi canh tý thuộc thổ càng gấp rút bạn càng chẳng thể làm được gì. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc lắng nghe lời nói trong sâu thẳm trái tim mình. Vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tỵ, từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đã gặp được ngày có Tam hội phù trợ mang tới cho bạn một ngày có nhiều niềm vui tiếng cười bên những người thân yêu của mình không những thế với bạn tuổi Sửu quản hứa hẹn khả năng giao tiếp đóng một vai trò hết sức quan trọng giúp cho bạn cũng có cái mối quan hệ được tốt đẹp giữa bạn và một số nhân vật thú vị nào đó. Sự nhận này chính là chìa khóa trong ngày hôm nay khi với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Bất cứ sự nóng nảy, cực đoan và căng thẳng nào cũng cắt đứt cái mối quan hệ tốt đẹp giữa bạn với những người xung quanh. Vì thế, bạn hãy cần cố gắng kiểm soát những cảm xúc của mình cho tốt. Trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Sửu lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc không tốt cho sức khỏe của bạn mệnh, nhất là việc bạn suy nghĩ nhiều nên cảm giác khó ngủ, trong lòng bất an, lại cộng thêm công việc trong những ngày cuối năm bận rộn, thay đổi thời tiết thất thường, đột ngột. Bạn hãy dành thời gian để chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, những gì cần phải buông thì cũng nên buông bỏ cho nhẹ lòng về từ vi tuổi ất sửu thuộc kim có những cảm xúc đã dần nhạt nhòa từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy hãy bớt để ý tới vấn đề của người khác từ vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa cần phải điều chỉnh cảm xúc để nhìn nhận mọi vấn đề trở nên rõ ràng hơn từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc bạn chỉ có thể giúp đỡ ai đó trong giới hạn của bản thân mình và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Thân từ vi tuổi dần thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có ngộ hành lục hợp đây là tín hiệu tốt cho cái mối quan hệ của bạn bà tuổi dần có thể hàn gắn tình cảm với ai đó mặc dù đã xuất hiện sự rạn nứt từ trước đây và hôm nay thay vì quá tập trung vào những điều cứng nhắc trong cuộc sống với bà tuổi dần hãy linh hoạt hơn để thích ứng với mọi việc có thể xảy ra có điều với bà tuổi dần bạn đang cảm thấy mọi thứ diễn ra trong ngày hôm nay có thể không đúng như những gì mà bạn mong đợi khi trong ngày đang gặp thương quan chiếu mệnh tuy nhiên bạn đừng có lấy thế mà nóng nảy đổ lợi cho những người khác đó đâu phải là lợi của họ và với mặt tự dần bạn cần phải có sự ưu tiên trong công việc sao cho hợp lý và sự tập trung cần thiết để giải quyết chúng một cách hiệu quả có như thế bạn sẽ thấy mọi việc tiến triển một cách tốt đẹp hơn nhiều Tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh dự báo cho bạn đang có những chuyện liên quan tới vấn đề tài chính rất thuận lợi. Tuy nhiên bạn mệnh tuổi dần nên để ý tới những dấu hiệu nhỏ để tìm cách thay đổi càng sớm càng tốt. Có như vậy bạn mới có thể tránh được rủi ro lớn trong tương lai về từ vi tuổi giáp dần thuộc thủy càng vội vàng bạn càng dễ mắc sai lầm từ vi tuổi bính dần thuộc họ bạn dễ bị cuốn hút vì vẻ bề ngoài của ai đó từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ có những vấn đề bạn cảm thấy chẳng dễ dàng gì từ vi tuổi canh dần thuộc mộc đừng có tập trung vào điều gì đó không phải lợi thế của bạn tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim cân nhắc để có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 2 số 3 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi tốt. Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi Mão mùi phù trợ. Đây là báo hiệu tốt cho mối quan hệ của bạn tuổi Mão ngày hôm nay có một số hiểu nhầm trước đây sẽ được tháo gỡ và bạn và người ấy càng yêu thương nhau nhiều hơn. Một số niềm tin mới được xây dựng đối với những ai đang còn độc thân. Bạn có nhiều người theo đuổi và dành nhiều thời gian để cùng tìm hiểu về nhau nữa. Tính cách của bạn mệnh tuổi mạo trong ngày này trở nên hiền hòa hơn khi bạn đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ. Lời nói cũng như là những hành động tự tế của bạn sẽ giúp ích cho ai đó rất nhiều, nhất là khi họ đang trải qua một giai đoạn không mấy dễ chịu. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, có những căng thẳng ở nơi công sở sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, với bạn tuổi mão nên thực hiện mọi thứ chậm rãi hơn, tránh sai sót lại càng thêm mâu thuẫn cố gắng để hoàn tất nốt những công việc đang còn dang dở trong thời điểm cuối năm trước khi có một buổi tối thư giãn ở nhà và tử vi tuổi ất mão thuộc thủy may mắn và có nhiều lợi thế hơn người khác tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa cảm xúc của bạn đang được sống dậy tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ hãy bỏ qua hết những ký ức đau buồn tử vi tuổi tân mão thuộc mộc bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp vui vẻ hơn tử vi tuổi quý mão thuộc kim có được điều mình mong muốn và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi hợi vi tuổi Thìn thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan tương trợ cho nên với bạn tuổi Thìn bạn đang có được vận trình từ cuộc sống tới công việc rất chi là hanh Thông thuận lợi nếu có việc gì chưa dám quyết định thì lúc này với bạn tuổi thìn đã tự tin hơn và biết chịu trách nhiệm với những hành động của bản thân mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có ngộ hành xung khắc. Cái điều này khiến cho tâm trí của bạn không được ổn định, hệ có chuyện gì là rất dễ nổi nóng và với bạn tuổi thìn Đừng có chọn giải pháp nóng nảy mà bỏ đi. Bạn phải cần cố gắng đóng góp ý tưởng tích cực. Nhờ thế mà bạn lẫn đối phương có thể trưởng thành hơn và có thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành những công việc như sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ nhớ đặt niềm tin đúng chỗ. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ đừng có để cho cảm xúc trai sạn. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc hãy rời xa những tác nhân gây hại cho bạn. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim hãy chọn ở bên người có suy nghĩ tích cực. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy cần phải chăm chỉ hơn để có kết quả rực rỡ hơn và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 5 số 6 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu điên màu vàng quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi dần tử vi tuổi tỵ thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bạn tuổi tỵ cần phải cố gắng duy trì sự linh hoạt mềm dẻo trong cách ứng xử ngày hôm nay là lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn hạn nhìn với bà tuổi tỵ bạn muốn dồn hết mọi tức giận lên người đã phá hủy những kế hoạch của bạn nhưng ứng xử như thế sẽ không tốt cho bạn chút nào bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có chính tài hỗ trợ cho bạn cho nên với bà tuổi tỵ đang có được báo hiệu gặp nhiều may mắn trong vấn đề về tiền bạc doanh thu của những bạn kinh doanh buôn bán được tăng lên vùn vụt trong khi đó, một số bạn làm công ăn lương thì nhận được tin vui, tăng lương hoặc một số người trong ngày hôm nay được nhận thưởng và bạn phải chuẩn bị tinh thần mua sắm cho những ngày Tết sắp tới. Tuy nhiên, trong ngày thứ hai này với bà tuổi tỵ lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cho thấy mọi việc đang diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Có thể những chuẩn bị cho việc đón Tết của bạn khó được hoàn tất sớm cái việc mua bán với bạn, mãi vẫn còn chưa xong. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ có người ganh tỵ với thành công của bạn, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ hy vọng mới khơi lên đã bị dập tắt, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc bạn nhìn thấy được những khó khăn trước mắt từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim rảnh rỗi quá sẽ khiến cho bạn dễ phạm phải sai lầm từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy sự chân thành của bạn là lợi thế và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi tỵ từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tử ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cho thấy với bà tử ngọ đang có được nguồn tài lộc và may mắn ghé thăm mình bà tử ngọ tự tin hơn về khía cạnh tài chính tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó với bà tử ngọ đừng có để cho tiền bạc là nguyên nhân khiến cho bạn và ai đó phải xa nhau xuất phát từ những mâu thuẫn về quyền lợi Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tử ngọ lại đang gặp ngày có ngộ hành xung khắc cho thấy về cái mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay lại không được hài hòa khi bạn làm gì cũng khó được sự ủng hộ của mọi người. Và với bà tử ngọ, bạn nên tránh mọi sự xung đột với người khác để có thể đốn một năm mới an vui không còn vướng bận. Và xem tử vi ngày thứ hai này với bà tử ngọ, ngày này là ngày tam nương tương sát. xấu, Vì vậy, bạn nên tránh những công việc trọng đại như là khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Do đó, bạn mệnh lưu ý tránh thực hiện những công việc này trong ngày hôm nay và nên lùi sang ngày khác sẽ tốt hơn với bạn. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim chớ vội đưa ra những quyết định quan trọng. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy có lời xin lỗi muộn màng. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc họ bạn nên biết dùng đúng thời điểm. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, hãy chuyên tâm với những gì được xem là lợi thế. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, hãy quan tâm tới cảm xúc thật của mình. Vài đánh giá của bà tử ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi thìn Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngộ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cho nên cái chuyện tình cảm của bạn tuổi mùi đang rất hanh thông và thuận lợi bạn tuổi mùi đang có được những cơ hội cho những cuộc hẹn hòa thú vị đến với bạn trong ngày hôm nay những cặp đôi hứa hẹn sẽ mang lại cho nhau những cảm xúc khó phai bằng những lời nói ngọt ngào và rất tình cảm bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi mùi không nên chủ quan bạn cần phải thận trọng một chút khi đi mua sắm trong ngày hôm nay bởi vì rất có thể bạn sẽ nhầm lẫn hoặc là có ai đó có thể không thành thật với bạn bạn cũng không nên quá tin vào những lời quảng cáo những lời giới thiệu của người bán hàng chưa chắc chất lượng sản phẩm đã được tốt như họ nói đâu trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày của ngũ hành xung khắc cho thấy sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm vì thế bạn đừng có cố gắng làm việc quá sức bạn hãy từ tốn làm từng việc một dù phải sửa soạn trong những ngày tết khá chi là vất vả nhưng đừng vì thế mà nghỉ ngợi hay là thức quá khuya cái điều này ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của bạn về từ vi tuổi ất mùi thuộc kim, Cái chuyện tình cảm của bạn diễn ra như mong đợi. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, có người thấu hiểu tâm tư của bạn. Từ vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa, có thể xảy ra rắc rối vì câu nói của bạn. Từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ, nên tránh những lời chỉ trích của ai đó. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc, tình yêu sẽ chấp cánh cho những ước mơ của bạn. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc, 3 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 1, số 3, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bạn tuổi thân bạn cần phải cố gắng để xoa dịu cảm xúc cá nhân thay vì làm mọi việc trở nên rối hơn đây cũng là ngày để cho bạn tuổi than tập trung vào những mục tiêu cá nhân và nắm bắt những cơ hội có thể đến với mình. Ngày này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có chính án chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi than đang có được sự may mắn hơn người khác về khía cạnh công việc. Bạn hãy tự động viên thêm những người xung quanh mình nữa, những hành động mang tính hỗ trợ của bạn là động lực cho họ vượt qua những lúc khó khăn như thế này đôi khi chỉ cần một cái ôm, một cái vỗ vai, động viên cũng rất chi là có giá trị với họ Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tử thân, ngũ hành tương sinh sẽ giúp cho bạn mệnh dễ thoát được sự cố về tiền bạc. Có thể bạn sẽ kiếm được một món tiền đủ để trả nợ hoặc là dùng số tiền cho những việc quan trọng. Bạn sẽ có đủ tiền để mua sắm cho những món đồ trong những ngày Tết sắp tới tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy sự xa cách đôi khi là cần thiết trong cái thời covid như thế này tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa có những ký ức đang khiến cho bạn bị phiền nhiễu tử vi tuổi mậu than, thuộc thổ nên dành thời gian nhiều hơn cho chính mình tử vi tuổi canh than, thuộc mộc đừng có tâm sự với ai bí mật của riêng mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim nên thưởng thức cuốn sách để làm mới tâm hồn của mình và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 4 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi thân từ vi tuổi Dậu thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi Dậu ạ cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu đang có được tư duy nhạy biến tầm nhìn rộng mở chính là những thế mạnh và điểm nhấn đáng chú ý của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay đặc biệt là khi bạn đang gặp được thiên ấn nâng đỏ Tuy nhiên với bà tuổi Dậu, bạn cũng rất dễ bị mất tập trung và bị cuốn hút bởi những điều thú vị khác của đời sống. Vì vậy, trong ngày hôm nay, với bạn tuổi giàu, bạn còn cơ hội để thể hiện tốt tính sáng tạo của mình nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi giàu, bạn lại đang gặp được ngày có ngộ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy về vận trình tình cảm của bạn đang rất chi là thuận lợi. Thậm chí, người ấy còn tạo ra một số bất ngờ nhô nhỏ mang lại niềm vui cho bạn. Điều này giúp cho bạn cảm thấy tin tưởng về một nửa của mình rất nhiều. Và ngày này với bà tuổi dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là hôm nay là một ngày tốt để cho bạn tuổi dậu thực hiện những công việc như khởi tạo, cưới gã, chôn cất, đào ao, đào giếng, khai mương rạch, các vụ việc làm thị lợi, khai trương, dọn cỏ, phá đất. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy có người trợ giúp để cho bạn được mọi việc hanh thông. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa tâm lý hay đổ lỗi khiến cho bạn không thể hoàn thành được công việc. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ cái chuyện tình cảm của bạn trở nên xuân sẻ hơn trước. Từ vi tuổi tân giàu, thuộc mộc, đôi khi sự mơ mộng của bạn lại có ích. Từ vi tuổi quý giàu, thuộc kim, sớm nhận ra những dấu hiệu không tốt để điều chỉnh. Và đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất từ vi tuổi tuất thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi tuất đó cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi Tuất đang có được ưu thế hơn trong những việc thuyết phục ai đó nghe theo những quan điểm lựa chọn của mình. Và với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải cố gắng truyền đạt chúng một cách dễ hiểu, dễ nghe nhất có thể. Trở nên cực đoan, áp đặt bản thân mình vào đối phương và buộc họ phải nghe theo, làm theo. Như thế, bạn chỉ chúc lấy thất bại mà thôi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp ngày có thổ thủy sâu khác Chưa thấy với bạn tuổi Tuất nên tập trung kiểm soát cảm xúc, quan sát hơi thở để điều hòa chúng, tránh việc để cuộc sống bị xáo trọn vì hay suy nghĩ, đánh đua quá nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe hiện tại. Khi tâm của bạn bình an thì mới mong một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần cũng rất tốt nữa. Và ngày này với bạn tuổi Tuất Thiêu Hải Thượng Lạn Ông là ngày 27 tháng 12 âm lịch, nhân thần ở phía khớp cổ chân, khí sung và xương bánh chè. Vì vậy bản mệnh tuổi Tuất tránh việc làm tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích lên các vị trí này. Về từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc họ trước khi khuyên người khác hãy nghĩ tới chuyện của mình từ vi tuổi mậu tuất thuộc thổ, trí nhớ của bạn không thực sự tốt cho lắm. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, hãy cân nhắc trong từng việc mình làm. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim, học cách làm mới mọi thứ để tránh nhàm chán. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, việc tránh chi tiết nhộ nhạt khẽ sẽ khiến cho bạn phạm phải sai lầm. Về đánh giá của ba tuổi tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Hợi, thứ hai, ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với ba tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có ngũ hành hợi hợi tự hình lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi hợi là bạn đừng cố gắng giam cầm những cảm xúc của mình đến một lúc nào đó chúng sẽ bùng nổ và làm cho bạn bị tổn thương mà thôi Tốt nhất là với bà tuổi hợi nên tìm một ai đó đủ tin cậy để bày tỏ tình cảm có sự tư vấn phù hợp cho bạn. Bạn bè chân thành chính là những người có thể giúp đỡ nhau trong những hoàn cảnh như thế này. Và trong ngày này với bạn tuổi hợi, nếu như có kế hoạch thay đổi sự nghiệp, hoặc là công việc thì bạn cần phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình, nhất là trong ngày đang có kiếp tài ngăn trở với bạn tuổi hợi đừng có vội vàng hấp tấp và cũng phải hết sức cố gắng tránh những mâu thuẫn tranh cãi có thể níu chân bạn ở lại khiến cho bạn mất tập trung vào con đường mà mình đang đi trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng cho thấy với bạn đang có những rắc rối liên quan tới tiền bạc là vấn đề ảnh hưởng tới tâm lý của bạn từ đó mà các vấn đề khác xung quanh cuộc sống của bạn cũng diễn ra theo chiều hướng xấu. Nếu như bạn tuổi hỏi kiểm soát tốt được cảm xúc của mình thì điều này cũng giúp cho bạn hạn chế được những thiệt hại có thể xảy ra. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc họ hãy dứt khoát và thẳng thắn trong mọi chuyện. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ bạn chẳng thể nào trốn tránh được cảm xúc của mình. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc sự dễ thương của bạn ghi điểm trong lòng người ấy từ vi tuổi tân hợi thuộc kim đừng cố tập trung sai suất của họ và bỏ qua những thứ mà họ đã làm được từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy sự thật đau lòng nhưng là điều bạn cần phải đối mặt và đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 6 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi sửu cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại